Như thường lệ, mời quý vị khán giả bắt đầu chương trình với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Khi mà chúng ta nhìn những cái bức hình ngày xưa chụp Sài Gòn thì thấy là xuất hiện một số những cái phương tiện đặc trưng. Bây giờ thì Hà Trinh nhìn hình này, đoán xem mấy cái xe hơi ở trong hình này người ta gọi là gì nha. Nếu như mà trên để ý thì thấy có một cái gì đó vàng vàng ở trên đầu xe đúng không? Hình như giống như cái chiếc taxi của thời nay. Chắc này là taxi quá. Chính xác, đó chính là taxi của thời xưa. Taxi thì xuất hiện ở Sài Gòn Chợ Lớn vào cuối những năm 40, đầu những năm 50 của thế kỷ 20. Và Trinh biết là ngày xưa người ta gọi những chiếc taxi này bằng cái tên gì khác không? Nhìn thấy quen quen như vậy thì hình như tên này Hà Trinh cũng từng gọi là cái xe con cóc hay là xe con bọ đúng không? Đúng rồi. Bởi vì xuất phát từ cái hình dáng của nó giống như là một cái vòm con cóc gì đó hoặc là một con bọ hung nên người ta gọi như vậy. Nhưng mà thường ngày xưa thì cái màu sắc quen thuộc của taxi là xanh dương hoặc là màu vàng kem, và biển số thì được in lớn ở hai bên cửa nữa. Ở những chiếc taxi con bọ ngày xưa đặc trưng nhất đó là loại xe Renault 4CV của Pháp sản xuất đại trà từ năm 1947. Và đa phần taxi trước năm 1975 đều là của tư nhân chuyển từ Pháp về miền Nam Việt Nam. Thời hoàng kim của loại xe này là ở thập niên năm 1960 đến 1970, và bởi vì rất là đắt đỏ thế nên chỉ có giới nhà giàu mới có thể sử dụng phương tiện này. Và trong thành phố Sài Gòn xưa có một địa điểm được gọi là nơi để mà đậu chiếc taxi đắt tiền như vậy hoặc những chiếc xe con bọ con cóc đó, đó chính là trước cửa nhà hát thành phố hoặc là ở ven bến Bạch Đằng. Đơn giản thôi, bởi vì cái khu vực này thì nó gần với những cái điểm bát phố nổi tiếng của Sài Gòn thời bấy giờ, cho nên là taxi đậu ở đây để mà thu hút khách. Ngày xưa thì taxi không có bộ đàm như bây giờ nên phải chạy lòng vòng đón khách, thành ra là tập trung ở những cái khu vực mà đông khách du lịch rồi đông người dân thành phố tập trung về là điều hiển nhiên. Và thêm một điều nữa hơi đặc biệt một chút là từ trước năm 1975 thì trên mỗi taxi đã có một cái đồng hồ đo cước rồi, nhưng mà cái đồng hồ này tương tự như hiện nay là một loại đồng hồ cơ học sản xuất từ Pháp nên cũng dễ dàng để tính cước.